có các bạn ơi. Đây, mình bỏ đây. À, mình vừa phát hiện ra cái gì này các bạn ơi. À, các bạn nhìn xem. Rất là nhiều đồ chơi nha các bạn. À, đồ chơi rất là đẹp nha. Ồ, có một cái đầu nữa là các bạn ơi. À, mình sẽ lấy thử một con lên chơi nha. Oh my god. Nó bị dơ rồi các bạn ơi. Vậy là mình sẽ phải đem đi rửa để xem nó là cái gì nha các bạn. Các bạn đợi mình một tí nha. Đây, mình đã có cái rổ rồi nè các bạn ơi. Rồi, mình sẽ bỏ hết những món đồ chơi này vào rổ để đem đi rửa nha. Đây, con gì đẹp quá này các bạn ơi. Oh my god. Đẹp quá các bạn ạ. Con này to không các bạn ơi. Rất là to nha. Rồi, cũng bỏ vào rổ hết nha các bạn. Có một cái đầu nữa các bạn ơi. Đẹp quá các bạn ạ. Rồi, bây giờ sẽ bỏ hết vào rổ để đem đi rửa nha. Rồi, bỏ đây. Đẹp quá các bạn ơi. Mình còn hai con nữa nha. Rồi, bỏ hết vào đây nha. Ok, bây giờ mình sẽ đem đi rửa nha các bạn. Mình đã kiếm được cái thau nước rồi nè các bạn ơi. Đây, đây là cái thau nước của mình vừa kiếm được nè các bạn. Còn đây là món đồ chơi hồi nãy mình vừa lụng được nè. Bây giờ mình sẽ đem đi rửa nha. Để xem nó là cái gì nha các bạn. Đây là món đầu tiên của mình nè. Rồi, rửa sạch nó các bạn ơi. Hình như đây là con Parasaurosaurus nè các bạn ơi. Đẹp quá các bạn ơi. Đẹp quá các bạn ơi. Bỏ đây nha. Rồi, để xem tiếp theo mình sẽ rửa con gì đây. Đây, mình sẽ thử con này nha. Cái này là cái gì đây? Đây là con lừa nè các bạn ơi. Lừa này đẹp quá các bạn ạ. Rồi, tiếp theo để xem nó là cái gì đây các bạn. Đây, mình có một cái đầu nè. Rất là đẹp nha. Đây, mình rửa nha các bạn. Đây là một cái đầu của con Dilophosaurus nè các bạn ơi. Mình rửa sạch nè. Đó, các bạn thấy chưa? Rất đẹp nha. Cặp mặt rất là hung dữ. Rồi, mình bỏ đây. Tiếp theo mình sẽ thử rửa con này nha. Đẹp không các bạn? Đây là con Dilophosaurus nè các bạn ơi. Mình bỏ cái bên này luôn nha. Rồi, tiếp theo mình xem còn cái gì nữa không các bạn. Đây, mình sẽ rửa thử con này nha. Thì ra đây là con Deinon Ichthus nè các bạn. Đẹp quá các bạn ơi. Rồi, mình sẽ bỏ tạm ở đây nha. Rồi, mình còn nhiều món lắm các bạn ơi. Rồi, tiếp tục mình sẽ rửa tới món đồ chơi này nha, để xem nó là cái gì nha các bạn. Let's go. Một con gấu Bắc Cực trắng nè các bạn ơi. Đẹp quá các bạn ạ. Rồi, tiếp tục vào đây nha. Rồi, bây giờ sẽ đến. To quá các bạn ơi. Rồi, rửa nào các bạn ơi. Nó còn dính màu nè các bạn.
Plesiosaurus. Đẹp quá các bạn ạ. Mình sẽ bỏ tạm ở đây nha. Rồi để xem mình còn cái gì không. Đây, để xem con này con gì nha. Đây là con Dimetrodon này các bạn. Rất là dễ thương nha. Đây mình để xem. Nó há miệng được luôn nè các bạn ơi. Rồi mình sẽ để qua đây luôn nha. Ok. Đây vẫn còn hai con nữa nè các bạn ơi. Để xem con này là con gì nha. Wow, Triceratops. Con này màu đỏ nè các bạn. Các bạn thấy ba cái sừng đó không? Quá là đẹp luôn nha. Mình sẽ bỏ đây. Rồi để xem cái con này là con gì đây các bạn ơi. To chưa? Một con T-Rex. Các bạn nhìn thấy mặt của nó không? Đẹp quá các bạn ơi. Đây mình bỏ đây. Rồi bây giờ các bạn xem lại mình có những con gì nha. Đẹp quá các bạn ơi. Đây cái rổ của mình đây, mình sẽ nhặt bỏ hết vào rổ nha các bạn. Dilophosaurus. Còn đây là một con lừa nè các bạn ơi. Bé Inon Ichot nè các bạn. Bỏ hết vào đây nha. Parasaurophus. Dilophosaurus nè các bạn. Đây con này là con Plesiosaurus. Đẹp quá các bạn ơi. Bỏ hết vào rổ nha. Đây là một con gấu Bắc Cực. Dimetrodon. Triceratops. Một con T-Rex. Rồi mình sẽ đem đi cắt nha các bạn.